17. Phát Bồ Đề Tâm là ngưỡng cửa đi vào Đại Thừa. E3. Thứ tự tu tâm chung với Bậc Thượng Sĩ. F1. Nói rõ sự phát Bồ Đề Tâm là ngưỡng cửa đi vào Đại Thừa. Sau một thời gian dài tu tập hai pháp Hạ Sĩ Đạo và Trung Sĩ Đạo, hành giả nhận rõ hòa hoàng của sự lưu chuyển sinh tử, biết rằng ba cõi giống như hầm lửa, vì muốn giải thoát khỏi phiền não, khổ bức, chứng đắc niết bàn, cho nên đã cấp bách tu học giới định tuệ để được giải thoát ra khỏi sinh tử. Điều này tuy khác với pháp tu thiền thế gian, không còn bị thoái thất đọa lạc. Thế nhưng hành giả chỉ mới thu hoạch được một phần nhỏ công hạnh đoạn diệt phiền não, chứng đắc quả đức niết bàn. Đối với việc tự lợi chưa được viên mãn, còn đối với việc lợi tha thì cũng chỉ làm được vài phần nhỏ nhặt. Rốt ráo vẫn phải cần chư Phật khuyến thỉnh để hướng nhập Đại Thừa. Cho nên những bậc đầy đủ trí tuệ lúc bắt đầu phát tâm tu học Phật Pháp lập tức quy hướng Đại Thừa. Đây là điều vô cùng hữu lý. Nhiếp Độ Luận nói, nếu không đủ sức lợi thế gian, phải nên trừ khử tâm nhị thừa. Đức Phật đã chỉ Đại Bi Thừa, dùng sự lợi tha làm tự tính. Nếu thế, chúng ta cần phải ưa thích quy đức, hạnh nghiệp của chư vị Bồ Tát, gánh vác sự nghiệp lợi lạc hữu tình. Đây mới là điều hợp lý. Giả như chỉ quan tâm đến việc tự lợi, thì có khác gì những loài động vật khác. Vì thế, bổn tính của chư vị Bồ Tát là chuyên tâm an trụ trong sự nghiệp lợi tha. Đệ tử thư nói, súc sinh chỉ biết ăn một mình, lúc khác gặp nước, mừng vui uống, Bồ Tát tinh tiến, diệt lợi tha, vì thích công đức, lực thù thắng, như mặt trời chiếu soi rực rỡ. Mặt đất nâng đỡ không phân biệt, Bồ Tát chẳng màng sự tự lợi, một lòng chỉ biết lợi thế gian. Nhân bậc thấy chúng sinh bị khổ bức, bèn tu tập công hạnh, quên mình lợi người thì được gọi là Bồ Tát, cũng được gọi là bậc thiện xảo. Lại nói, chúng sinh bị vô minh che lấp, bất lực chìm ngập trong lửa khổ, thấy thế giống như đầu bị cháy, đây gọi là Bồ Tát thiện xảo. Cho nên Đại Thừa là cội nguồn sinh khởi tất cả sự lợi lạc tự tha, là thuốc thần trị liệu tất cả sự suy tổn, là con đường lớn dẫn dắt tất cả Bồ Tát thiện xảo. Tất cả sự thấy nghe, nhớ nghĩ đều có thể trưởng dưỡng tất cả chúng sinh, tạo tác công hạnh lợi tha mà vẫn thành tựu công hạnh tự lợi. Không chỗ nào không toàn vẹn. Đây là con đường rộng lớn, Đại Thừa đầy đủ quy lực thiện xảo mà Bồ Tát có thể tiến nhập. Hành giả phải nên tư duy, đây là điều cực kỳ hiếm có. Thật vô cùng vinh hạnh được tu tập và phải nên cố gắng hết sức, dùng tất cả công lực hiện có để tiến nhập con đường di diệu Đại Thừa. Như vậy, nếu cần phải tiến nhập Đại Thừa thì đâu là ngưỡng cửa bước vào? Đức Phật nói có hai loại. Một là Ba La Mật Thừa, Hiển Thừa hoặc Hiển Giáo, và Mật Thừa hoặc Mật Giáo. Ngoài hai thừa này ra, không còn con đường Đại Thừa nào khác. Hai thừa này do cửa nào tiến nhập? Đó chính là Bồ Đề Tâm. Bất cứ khi nào sinh khởi tâm này, dù chưa hề tu tập các công đức nào khác, hành giả cũng được gọi là tiến nhập và an trụ Đại Thừa. Ngày nào thoái thất Bồ Đề Tâm, dù lúc đó hành giả đã thông đạt công đức tính không, vân vân, cũng bị gọi là thoái lui vào hàng ngũ thanh văn, thoái thất gia vị Đại Thừa. Điều này đã được nhiều kinh điển Đại Thừa đề cập đến. Cho nên sự tiến thoái gia vị Đại Thừa đều căn cứ vào hành giả có thoái thất tâm Bồ Đề hay không mà đoán định. Giống như Nhập Bồ Tát Hạnh Luận nói, nếu phát Bồ Đề Tâm, tức các tên Phật tử, phẩm 1, kệ 9. Từ thì Giải Thoát Kinh cũng nói, thiện nam tử vật báo bằng kim cương tuy bị phá nát, nhưng vẫn trội hơn các đồ trang sức bằng vàng, vân vân. Ánh sáng trùm khắp tất cả, không mất tên kim cương mà vẫn có thể ngăn chặn cứu vớt sự bần cùng thiếu thốn. Thiện nam tử nếu như phát khởi tâm kim cương báo nhất thiết chủng trí Bồ Đề Tâm, dù chưa tu hành vẫn vượt hơn các công đức trang nghiêm của tất cả thanh văn độc giác, cũng không mất tên Bồ Đề Tâm và có thể ngăn chặn tất cả sự bần cùng thiếu thốn trên thế gian. Nghĩa là hành giả chỉ mới phát Bồ Đề Tâm, tuy chưa học tập Bồ Tát Hạnh cũng có thể gọi là Bồ Tát. Nếu chỉ cho rằng pháp
là đại thừa thì e chưa đủ, mà điều cốt yếu là hành giả đó phải tiến nhập và an trụ trong pháp đại thừa. Cho nên, muốn trở thành một hành giả đại thừa, cần phải có Bồ Đề Tâm làm nền tảng. Nếu như chỉ hiểu biết Bồ Đề Tâm qua những kiến giải thông thường mà dội cho rằng mình là hành giả đại thừa, thì đây chỉ là hư danh. Nếu có đầy đủ Bồ Đề Tâm chân thật, ắt sẽ là một hành giả đại thừa thanh tịnh. Cho nên mọi hành giả phải nên nỗ lực phát khởi và thành tựu tâm này. Hoa Nghiêm Kinh nói, Thiện Nam Tử, Bồ Đề Tâm là hạt giống cho tất cả Phật Pháp. Điều này cần phải giải thích bằng một thí dụ. Ví như dùng nước, phân bón, sức nóng, ánh mặt trời, đất, vân vân, hòa hợp với hạt giống lúa mì sẽ trở thành nhân cho lúa mì. Nếu hòa hợp với hạt giống lúa mạch, đậu, vân vân, thì sẽ không trở thành nhân cho lúa mì. Cho nên nước, phân bón, ánh mặt trời, đất, vân vân là nhân chung, cộng nhân. Còn các hạt giống rau quả, tuy hòa hợp với các duyên khác, cũng không trở thành nhân cho lúa mì, vân vân. Như vậy, hạt giống rau quả, vân vân là nhân riêng, bất cộng nhân. Bởi vì khi chúng hòa hợp với nước, phân, vân vân, thì sẽ trở thành nhân cho rau quả, vân vân. Tương tự, tâm vô thượng Bồ Đề là nhân riêng để thành Phật, giống như những hạt giống là nhân riêng cho từng loại hoa trái khác nhau. Còn trí tuệ thông đạt tính không thì giống như nước, phân bón, vân vân là nhân chung cho ba loại Bồ Đề, Thanh Văn, Duyên Giác và Phật. Bảo Tính Luận nói, lòng tin hiểu đại thừa, Bồ Đề Tâm là cha, trí tuệ sinh Phật Pháp là mẹ. Điều này muốn nói lòng tin hiểu đại thừa giống như cha là nhân riêng, còn trí tuệ thông đạt vô ngã giống như mẹ, có thể sinh ra các đứa con khác nhau là nhân chung. Ví như cha là người Tây Tạng, ắt sẽ không sinh những đứa con người Tào, người Ấn, vân vân. Người cha quyết định tộc tính của đứa con. Nhưng nếu mẹ là người Tây Tạng thì có thể sinh ra những đứa con tộc tính khác nhau. Ví dụ lấy người Tào thì sinh con Tào, lấy người Ấn thì sinh con Ấn, vân vân. Tán Tuệ Độ của Ngài Long Thọ cũng nói, chư Phật, chư Độc Giác cùng các vị Thanh Văn giải thoát do trí tuệ, không còn nhân nào khác. Chư Độc Giác Thanh Văn cũng nhờ vào trí tuệ mà được giải thoát, cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ, trí tuệ là mẹ của cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Cho nên không thể dùng sự thông đạt tính không để phân biệt Đại Thừa Tiểu Thừa, mà phải dùng Bồ Đề Tâm và công hạnh quảng đại để phán định. Bảo Mang Luận nói, trong Pháp của Thanh Văn không nói Bồ Tát nguyện, tu công hạnh hồi hướng cùng Pháp thành Bồ Tát. Nghĩa là không thể dùng kiến giải để biện biệt, mà phải dùng công hạnh để quyết đoán sự khác biệt giữa hai thừa. Như vậy, trí tuệ thông đạt tính không còn không thể trở thành con đường đại thừa riêng biệt, huống hồ là các đạo phẩm khác, không phải trí tuệ. Cho nên, hành giả phải nên đặt giáo pháp Bồ Đề Tâm làm trung tâm điểm mà tu tập. F2. Làm sao phát khởi Bồ Đề Tâm? G1. Thứ tự tu tập Bồ Đề Tâm. H1. Bảy tầng nhân quả. Bảy tầng nhân quả nghĩa là 1. Viên mãn quả Phật từ Bồ Đề Tâm sinh. 2. Bồ Đề Tâm từ tăng thượng ý nhạo sinh. 3. Ý nhạo từ Đại Bi Tâm sinh. 4. Đại Bi Tâm từ Từ Tâm sinh. 5. Từ Tâm từ Tâm Báo Ân sinh. 6. Tâm Báo Ân từ Tâm Nhớ Ơn sinh. 7. Tâm Nhớ Ơn từ Sự Biết Mẹ sinh. Theo tứ tự như thế nói có 7 tầng. Y1. Thứ tự quyết định sinh khởi. Z1. Nói rõ tâm Đại Bi là căn bản của Đại Thừa. K1. Sự quan trọng lúc ban đầu. Hành giả do lòng Đại Bi tác động lên tâm thức, mong tất cả hữu tình được thoát ly sự khổ sinh tử, cho nên phát khởi quyết định thệ nguyện. Nếu lòng Đại Bi yếu ớt, ắt không thể làm như thế. Hành giả cần phải gánh vác trách nhiệm to tát là đưa tất cả chúng sinh đến sự giải thoát, thì chính mình mới được tự tại. Nếu không gánh vác trách nhiệm to lớn này, thì không thể tiến nhập Đại Thừa. Cho nên tâm Đại Bi rất quan trọng vào lúc ban đầu. Vô Tận Tuệ Kinh nói, lại nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất, tâm Đại Bi của chư Bồ Tát vô tận. Vì sao? Vì nó là tiền đạo. Đại Đức Xá Lợi Phất, dĩ như hơi thở là tiền đạo của mạng sống con người, thì tâm Đại Bi của chư Bồ Tát là tiền đạo của sự tu tập Đại Thừa.
Tượng Đầu Sơn Kinh cũng nói: Bạch Ngài Văn Thù Sư Lợi, cái gì là động lực tới lui trong sinh tử của Bồ Tát? Cái gì là nơi tới lui của Bồ Tát? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Tâm Đại Bi là động lực tới lui của Bồ Tát, còn hữu tình là nơi tới lui của Bồ Tát. Cả hai, sự quan trọng ở đoạn giữa. Hành giả tuy an trụ trong sự phát tâm lúc đầu, nhưng khi thấy số lượng hữu tình vô lượng, hoàn cảnh ác liệt, học xứ Bồ Tát rất khó thực hành, không có giới hạn, phải trải qua một thời gian tu tập lâu dài. Nếu như sinh tâm khiếp nhược, sẽ thối lui vào tiểu thừa. Cho nên Tâm Đại Bi không phải chỉ phát một lần, mà cần phải siêng năng tu tập, khiến cho tăng trưởng. Nếu hành giả không bằng đến sự khổ vui của chính mình, không nhàm chán việc lợi tha, ắt sẽ sớm viên mãn tất cả tư đương, thành Phật. K3. Sự quan trọng và lúc cuối. Chư Phật chứng quả không giống như những bậc tiểu thừa an trụ trong cảnh giới tịch diệt, mà các ngài có thể biến hiện khắp hư không giới để lợi lạc hữu tình. Đây vẫn là do tâm lực đại bi. Nếu không có tâm lực đại bi, thì các ngài cũng chỉ giống như những bậc thanh văn. Dĩ như lúa gạo, ban đầu gieo giống, khoảng giữa tưới nước bón phân, lúc cuối có thể gặt hái thành quả là điều quan trọng. Cho nên quả Phật trong ba giai đoạn, ban đầu phát tâm, khoảng giữa tu tập, sau cùng chứng quả. Tâm đại bi đều là quan trọng. Vừa rồi là lời dạy của Ngài Nguyệt Xứng Luận Sư. Ngài Giáng Na cùng Đôn Ba thỉnh giáo Tôn giả Atissa. Tôn giả nói: Xả bỏ tâm thế gian, tu tập tâm Bồ Đề, ngoài ra không còn gì khác. Ngài Gesi Đôn Ba nói: Đây là lời dạy tâm yếu của Tôn giả Atissa. Nên biết tâm Bồ Đề là mệnh mạch của Phật Pháp. Chỉ có việc phát tâm là khó quyết định nhất. Hành giả cần phải thường sám hối và đọc tụng các kinh luận như Hoa Nghiêm Kinh, vân vân, để cầu sự quyết định kiên cố. Ngài Mã Minh Bồ Tát nói: Tâm quý báu của Phật viên mãn giống Bồ Đề, chỉ Phật mới biết rõ, kẻ khác không thể sánh. Di hai, những nhân quả khác là pháp nhân quả của nó. Ca một, từ nhớ mẹ đến tâm từ là nhân. Giả như chỉ mong được thoát ly sự khổ thì cũng có thể thường nghĩ đến sự khổ của hữu tình. Thế nhưng nếu muốn tâm đó dễ sinh khởi, kiên cố mạnh mẽ, thì trước tiên phải khởi tâm hoan hỷ, trân trọng ái kính đối với hữu tình. Nếu người thân chúng ta gặp cảnh khổ thì chúng ta cảm thấy bất nhẫn. Nhưng nếu kẻ thù chúng ta gặp cảnh khổ, ắt chúng ta sẽ sinh tâm vui mừng. Còn đối với người không thân không thù thì chúng ta thờ ơ, lãnh đạm. Tâm chúng ta đối với một hữu tình có bao nhiêu trân ái, thì khi hữu tình ấy gặp cảnh khổ, chúng ta sẽ khởi bấy nhiêu tâm bất nhẫn. Nếu tâm trân ái thuộc bậc trung hạ, chúng ta sẽ khởi tâm bất nhẫn nhỏ. Nếu tâm trân ái thuộc bậc thượng, thì dù họ chỉ thọ chút ít khổ, chúng ta cũng sẽ khởi tâm bất nhẫn lớn. Nếu thấy kẻ thù chịu khổ, chúng ta không những không muốn họ hết khổ, mà còn mong họ chịu khổ nhiều hơn, và đừng bao giờ thoát khổ. Đây là do lòng thù ghét sinh khởi. Chúng ta tùy vào sự thù ghét lớn hay nhỏ mà đối với nỗi khổ của kẻ thù khởi tâm hoan hỷ nhiều hay ít. Đối với những người xa lạ thọ khổ, chúng ta không khởi tâm bất nhẫn, nhưng cũng không khởi tâm hoan hỷ. Đây là do không có tâm trân ái hoặc tâm thù ghét. Như vậy, tu tập quán sát hữu tình như người thân thì có thể khởi lòng trân ái đối với họ. Thế nhưng, người mà chúng ta trân ái nhất chắc chắn là bà mẹ của mình. Bởi thế, chúng ta nên tu tập ba điều là: một, quán sát hữu tình là mẹ mình; hai, biết ơn; và ba, báo ơn. Thì chúng ta có thể tu tập thành tựu tâm trân ái, thương xót hữu tình. Nếu chúng ta khởi tâm từ ái thương xót hữu tình như con một, thì đây là thành quả của ba sự tu tập ở trên, và do đây chúng ta có thể sinh khởi tâm đại bi. Nếu chỉ tu tập tâm từ và tâm bi thì không nhất định phát khởi tâm Bồ Đề. Còn nếu tu pháp tất cả hữu tình là người thân thì đây là nguyên nhân do sự phát tâm Bồ Đề. Đây là lời dạy của các ngài Nguyệt Xứng, Đại Đức Nguyệt và Liên Hoa Giới. Ca hai, ý nhào tăng thượng và phát tâm thành tựu Phật quả. Theo thứ tự vừa nêu trên, tu tập sinh khởi tâm bi là có thể sinh khởi tâm mong cầu thành Phật lợi lạc hữu tình. Đây có lẽ cũng đã đủ. Tại sao trong giai đoạn tu tập trung gian lại phải cần thêm ý nhào tăng thượng?
đại khái tâm từ bi vô lượng, mong muốn tất cả hữu tình thoát khổ được vui. Các hàng thanh văn duyên giác tuy cũng có đôi phần, thế nhưng đứng ra gánh vác sự nghiệp dứt khổ đem vui đến tất cả hữu tình thì chỉ có hành giả đại thừa mới đủ sức đảm đang. Cho nên hành giả cần phải khởi ý nhạo tăng thượng, khiến cho tâm lực trở nên mạnh mẽ vượt bực. Đây là lời dạy trong Hải Tuệ Vấn Kinh. Như vậy, nếu muốn sinh khởi tâm nguyện độ thoát hữu tình, nên nghĩ rằng hôm nay nếu ta cứ như vậy, ắt không thể hoàn thành nghĩa lợi cho tất cả. Hơn nữa, cho dù chứng đắc hai quả vị A-la-hán và Bích Chi Phật, cũng chỉ có thể lợi lạc một số ít chúng sinh. Tất cả công hành tạo tác cũng chẳng qua đưa đến quả vị giải thoát mà thôi, không thể an lập nhất thiết chủng trí, Phật trí. Hiện tiền, ai là người có khả năng thành tựu tất cả nghĩa lợi cứu cánh? Tư duy như vậy, biết rằng chỉ có chư Phật mới kham nhiệm tất cả công hạnh này. Do đây, bèn phát tâm thành Phật, hầu có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. 18. Pháp tu 7 tầng nhân quả. Y2. Thứ tự tu tập. Di1. Tu tập tâm lợi tha. K1. Căn bổn phát sanh sự tu tập này. L1. Đối với hữu tình, tu tập tâm bình đẳng. Như trong phần hạ sĩ và trung sĩ đạo nói về tiền đạo và thứ tự, vân vân, ở đây chúng ta cũng theo đó mà tu tập. Trong pháp tu này, nếu trước tiên không đoại trừ tâm phân biệt khiến cho tâm bình đẳng, ắt sẽ đối với một số hữu tình khởi tâm tham, thương, đối với một số hữu tình khởi tâm sân, ghét. Đối với hai loại hữu tình này, chúng ta sẽ sinh khởi tâm từ bi với sự phân biệt, ghét, thương. Còn đối với những hữu tình trung dung, không ghét, không thương, thì chúng ta lại không thể khởi tâm từ bi. Cho nên trước tiên phải tu tâm xả. Ở đây có hai loại. Một, quán tưởng hữu tình, không còn các hành tướng, phiền não, tham, sân, vân vân. Hai, tự mình đối với hữu tình, không còn khởi tâm thương ghét, mà tu tập bình đẳng, xả tâm. Ở đây chúng ta chọn pháp thứ hai. Tu tập theo pháp này, theo thứ tự, sẽ dễ sinh khởi tâm bình đẳng. Trước tiên, dùng những chúng sinh không thân không thù làm đối tượng, tu tập pháp trừ khử tham sân khiến cho tâm bình đẳng. Sau khi được tâm bình đẳng, kế đến duyên đến những bạn bè thân thuộc để tu tập tâm bình đẳng. Nếu tâm chưa được bình đẳng, đó là do tâm thương ghét phân biệt hoặc là do tâm thương nhiều ít gây ra. Nếu có thể thành tựu tâm bình đẳng, kế đến dùng các chúng sinh quán thù làm đối tượng để tu tập bình đẳng. Nếu tâm chưa được bình đẳng là vì hành giả chỉ nhìn thấy cái xấu của đối tượng mà khởi tâm sân hận. Nếu có thể thành tựu tâm bình đẳng thì kế đến dùng tất cả chúng sinh làm đối tượng để tu tập tâm bình đẳng. Lại nữa, đối với hữu tình có hai việc phải nên quan sát. Thứ nhất, tất cả hữu tình sự cầu vui lánh khổ đều giống như nhau. Nếu đối với một loại hữu tình xem là thân cận và làm lợi ích cho họ, hoặc đối với một loại hữu tình khác xem như thù địch và tìm cách tổn hại họ, đây là điều cực kỳ vô lý. Nên tự suy ngẫm như sau: từ vô thủy đến nay, tất cả hữu tình ai cũng đã từng trăm ngàn lần làm kẻ thân thuộc của ta. Tại sao ta lại sân hận tìm cách hại họ? Đây là điều dạy trong Tu Thứ Trung Biên. Tháng Nguyệt Đồng Nữ Thỉnh Vấn Kinh. Đối với việc khởi tâm tham luyến đối người thân, dạy như sau: đời trước ta từng hại người và cũng từng bị người sát hại, hai bên đã từng giết hại nhau. Tại sao lại khởi tâm tham luyến? Như phần trước nói về quả hoàng của sự vô định, hãy khéo suy ngẫm về sự chuyển biến nhanh chóng của mối quan hệ giữa mình và chúng sinh. Nay thân mai thù, nay thù mai thân. Ắt có thể trừ diệt hai tâm tham, thương và sân, ghét. Ở đây không bắt buộc diệt trừ tâm phân biệt thân thù, mà chỉ muốn chúng ta diệt trừ tâm thiên vị thân thù, thân thì thương, thù thì ghét. L2. Hành tướng tu tập sự hoan hỷ đối với tất cả. M1. Nhớ mẹ. Vì sự luân hồi vô thủy, cho nên sự thọ sinh của chúng ta cũng vô thủy. Do sự sinh tử tương tục, không có thân nào mà chúng ta chưa từng thọ, và không có nơi nào mà chúng ta chưa đến đó thọ sinh. Cho nên bất cứ chúng sinh nào cũng đều có thể đã từng là mẹ chúng ta. Sau khi suy ngẫm như vậy, vì muốn làm lợi ích cho mẹ, bèn xin khởi quyết định thắng giải.
Nếu sinh khởi thắng giải, thì dễ sinh khởi tâm báo đáp thâm ân của mẹ. Nếu không, việc nhớ ơn, báo ân sẽ không có nền tảng để nương tựa. M2. Nhớ ơn. Sau khi tu tập quán sát, tất cả hữu tình đều là mẹ mình. Nếu y vào hành tướng của bà mẹ hiện đời mà tu, thì sẽ dễ sinh khởi sự nhớ ơn. Nên tu tập theo phương pháp của Ngài Bát Đoạ Ngoã, trước tiên quán tưởng một hình tướng rõ ràng của mẹ mình. Kế đó, tư duy rằng bà không chỉ trong đời này là mẹ mình, mà từ vô thủy đến nay, bà cũng đã từng là mẹ mình biết bao nhiêu lần, vô số vô lượng. Cần phải tư duy nhiều lần như vậy. Lúc bà là mẹ mình, đã từng biết bao nhiêu lần cứu hộ mình ra khỏi những sự tổn hại, thành toàn cho mình biết bao nhiêu sự lợi lạc. Đặc biệt ngay trong đời này, lúc còn trong thai, mẹ thường bảo dưỡng, lúc vừa sinh ra, mẹ vội ôm ấp vào lòng, vuốt ve trìu mến, bú sữa mớm cơm, tắm giặt, lau rửa, giường khô nằm ướt. Như vậy tận tụy chăm nom, săn sóc lo lắng, không hề biết mỏi mệt. Lúc ta đói, mẹ cung cấp thức ăn uống. Khi ta lạnh, mẹ cung cấp quần áo ấm. Lúc ta thiếu thốn, mẹ cung cấp tiền bạc mà bà chát mót không dám tiêu xài. Nhưng những vật dụng, tiền tài này không phải dễ có, mà là những gì mà bà phải tạo tội, chịu đựng tiếng xấu, vất vả gian nan mới có được, dành dụm để lo lắng cho ta. Lúc con bị bệnh khổ, mẹ lo lắng nghĩ rằng chẳng thà mình chết còn hơn để con bị chết, chẳng thà mình bệnh còn hơn để con bị bệnh. Những sự lo lắng xuất phát từ lòng thành nguyện được đem thân thay con chịu khổ, dùng đủ mọi phương tiện để diệt trừ sự khổ cho con. Hành giả đối với những nghĩa lý này phải nên chuyên tâm quán sát tu tập, khiến cho sinh khởi tâm nhớ ơn chân thật, chứ không phải chỉ nói suông. Kể đến, đối với cha và những người thân thuộc, bạn bè, người xa lạ, kẻ oán thù cũng đều dùng phương pháp nhớ mẹ như trên mà tu tập. Sau đó, đối với tất cả chúng sinh cũng dùng phương pháp nhớ mẹ làm tiền đạo mà dần dần tu tập rộng ra. M3. Báo ơn. Trong dòng luân hồi sinh tử, chúng ta không biết đến những bà mẹ đã từng có ân đối với mình, đang thọ nhận khổ đau, linh đinh cô độc, nhẫn tâm bỏ phế họ, không hề đối tưởng, mà chỉ biết mưu cầu sự giải thoát cho chính mình, không hề biết tự thẹn, còn có sự kiện nào tệ bạc hơn như vậy chăng? Đệ tử thư nói, người thân rơi vào biển sinh tử, tựa như bị cuốn trong cuồng lưu, cách thai không biết nên bỏ phế, chỉ cầu tự lợi không biết thẹn. Việc bỏ phế người ân, những kẻ hạ đẳng còn không nên làm, huống hồ chúng ta là những người tu đạo, lẽ nào có lý này? Sau khi tư duy như vậy, phải nên phát tâm gánh vác việc báo ơn. Như vậy, làm thế nào để báo ơn? Các bà mẹ cũng có thể tự họ tìm được sự an lạc thế gian. Thế nhưng, những thứ đó đều là hư dối. Trong quá khứ, chúng ta đã từng bị phiền não ma làm thương tổn, giống như rắc muối lên trên vết thương. Tự tính đã khổ, lại còn tăng gia đại khổ. Nếu dùng tâm từ báo ân thì phải nên dẫn dắt các bà mẹ của mình đến sự an lạc giải thoát niết bàn. Phải nên báo ân như vậy. Nói tóm, tưởng nghĩ mẹ mình chưa an trụ trong chánh niệm, tâm loạn mắt lòa, không người dẫn dắt, đôi chân què quặt, đang khập khểnh quờ quạng đến chỗ hiểm nguy. Bà mẹ đó nếu không mong đợi con mình đến giải thoát thì còn mong đợi ai? Nếu đứa con của bà không đến giải cứu thì ai là người sẽ đến giải cứu? Hành giả nhất định phải dấn thân tiếp độ những hữu tình đã từng là mẹ mình, hiện đang bị phiền não ma quấy nhiễu. Lạc vào đường tà, tâm thức không được tự tại, như cuồng như loạn, lại không có mắt trí tuệ phân biện đường ngay nẻo chánh, mà cũng không có các bậc thầy dẫn đạo. Trong từng sát na, đang bị nghiệp ác làm tổn hại, mê loạn quanh quẩn, đang bị nguy cơ sa vào ác đạo, và chắc chắn đang thiết tha mong đợi mình đến cứu. Sau khi tư duy như vậy, hành giả quyết định tìm cách giải thoát sinh tử để báo ơn cha mẹ. Tập Bồ Tát Học Luận nói, phiền não mù mê loạn, trong cảnh giới hiểm nguy, bước chân què cập khểnh, những bước não mình người, chúng sinh đều ưu khổ. Sau khi quán sát như vậy, không còn soi mói lỗi người, mà ngược lại, dù thấy một công đức nhỏ của họ cũng cho là hiếm có. Phương pháp này cũng thích hợp với sự quán sát khổ não của chúng sinh. Ca 1. Chánh thức phát khởi tâm này. L1. Tu tập tâm từ. Cảnh sở duyên đối tượng của tâm từ
là những chúng sinh thiếu sự an lạc. Hành tướng của tâm từ là lo nghĩ những chúng sinh đó làm thế nào được an lạc, nguyện cho họ được sự an lạc. Và hơn nữa, tìm phương cách đem đến cho họ sự an lạc. Lợi ích thù thắng của tâm từ là, như Tam Muội Dương Kinh nói, giả sử thường cúng dường vô lượng vô biên các bậc thánh trong câu chi na do tha tần bà la cõi Phật, công đức cũng không so sánh được với tâm từ, dù là một phần toán số thí dụ. Điều này có nghĩa là số lượng cúng dường tuy vô lượng vô biên, nhưng nếu thường cúng dường các phước điền tối thắng, phước đức so ra còn lớn hơn rất nhiều. Văn Thù Phật Sát Trang Nghiêm Kinh nói, ở phương Đông Bắc có Đại Tự Tại Dương Phật, thế giới tên là Thiên Trang Nghiêm. Sự an lạc của chúng sinh cõi đó cũng giống như sự an lạc của các tỳ kheo nhập diệt tận định. Thế nhưng, tuy ở cõi đó tu tập phạm hạnh trăm ngàn câu chi năm, công đức vẫn không sánh bằng ở cõi này, ta bà. Trong khoảng khảy ngón tay, dùng tâm từ trải khắp tất cả hữu tình, huống chi là trong một ngày đêm tu tập tâm từ. Bảo Mang Luận cũng nói, mỗi ngày ba lần thí, ẩm thực 300 học, phước không bằng một phần, khoảnh khắc tu tâm từ. Trời người đều thương tưởng, lại thường hay bảo hộ được hỷ lạc bình an. Kẻ ác không thể hại, mọi việc đều thành tựu, sẽ sinh lên phạm thiên, dù chưa được giải thoát, cũng được tám công đức. Nếu hành giả thành tựu tâm từ, trời người đều khởi tâm kính ái, quy y ngưỡng mộ, chư Phật cũng dùng tâm từ mà đánh bại ma quân, do đó tâm từ trở thành sự thủ hộ tối thắng, vân vân. Trình tự tu tập tâm từ là trước tiên dùng người thân, kế đến dùng người xa lạ, kế đến dùng kẻ thù, cuối cùng dùng tất cả chúng sinh làm đối tượng quán sát để tu tập. Phương tiện tu tập tâm từ là nếu thường thường tư duy về nguyên do của những sự khổ của hữu tình thì sẽ khởi tâm bi. Nghĩ tưởng đến hữu tình thiếu thốn các sự an lạc hữu lậu và vô lậu. Cứ thường thường tưởng nghĩ như thế thì tâm từ muốn đem sự an lạc cho chúng sinh sẽ dần dần sinh khởi. Lại phải quán tưởng các loại an lạc khác nhau để ban bố cho tất cả hữu tình. L2. Tu tập tâm bi. Cảnh sở duyên của tâm bi là những hữu tình đang bị ba khổ bức bách. Hành tướng của tâm bi là tưởng nghĩ làm thế nào để xa lìa khổ não và nguyện tự thân có thể khiến cho chúng sinh xa lìa sự khổ não. Trình tự tu tập tâm bi là trước tiên dùng người thân, kế đến dùng người xa lạ, kế đến dùng kẻ thù, sau cùng dùng tất cả chúng sinh làm đối tượng quán sát để tu tập. Pháp tu theo thứ tự, trước tu xả, kế tu tự, tu bi là do Ngài Liên Hoa Giới căn cứ vào đối pháp kinh mà thiết lập. Đây là sự kiện rất quan trọng. Nếu như không phân biệt rõ ràng mà lúc bắt đầu tu tập tổng quát tâm xả, tâm từ, tâm bi, tuy có vẻ như hiện khởi, nhưng nếu cặn kẽ quán sát từng trường hợp thì chưa có tâm nào thực sự sinh khởi. Nếu như tu tập riêng biệt như vừa đề cập ở trên, thì khi các tâm hiện khởi riêng biệt dần dần tăng trưởng, sau đó tu tập cả hai pháp tổng và biệt, thì tùy trường hợp tổng hay biệt đều sinh khởi tâm xả từ bi, thanh tịnh. Phương pháp tu tập như Tu Thứ Trung Biên nói, lúc tu tập tâm bi, đối với tất cả hữu tình, tâm trạng giống như một bà mẹ thấy đứa con mình thương yêu nhất đang bị khổ sở, mong muốn tất cả được xa lìa cảnh khổ, khiến tâm bi hiện khởi một cách tự tại, tùy vào bổn tính mà chuyển động. Lúc ấy gọi là thành tựu viên mãn, được gọi là tâm đại bi. Đây có nghĩa giống như bà mẹ nhìn thấy đứa con yêu quý nhất của mình đang bị thống khổ, khởi lòng thương xót càng lớn bao nhiêu, thì hành giả đối với hữu tình cũng khởi tâm thương xót bấy nhiêu. Đây gọi là đầy đủ hành tướng đại bi. Sức mạnh của lòng từ cũng tương tự như vậy. L3. Tu tập ý nhạo tăng thượng. Như vậy, sau khi tu tập tâm từ bi, nên tư duy tà thắng. Các hữu tình mà mình thương mến nhất đang thiếu thốn sự an lạc, bị sự khổ não bức bách. Mình phải làm thế nào để cho họ được sự an lạc, thoát ly sự khổ bức. Trong tâm ôm ấp trách nhiệm gánh vác việc độ thoát chúng sinh, ngay cả trong lúc nói năng đàm luận cũng vẫn thường thường tu tập. Tâm này trong lúc tu tập tâm báo ân tuy cũng phát khởi, thế nhưng ở đây có nghĩa là nếu chỉ sinh khởi tâm từ ban vui, tâm bi cứu khổ, e rằng chưa đủ, mà là cần tâm từ bi làm truyền đạo, sinh khởi quyết định. Ta sẽ vì hữu tình mà thành tựu tất cả nghĩa lợi. Hành giả không chỉ tu tập trong lúc thiền quán,
mà trong mọi quy nghi, động thái đều phải tu tập miên mật, không để gián đoạn. Điều này đã được đề cập đến trong Tu Thứ Trung Nguyên. G2. Tu tập tâm cầu Bồ Đề. Sau khi tu tập theo thứ tự đã chỉ dẫn ở trên, thấy rằng muốn làm lợi ích cho tha nhân thì cần phải tu tập Bồ Đề. Tuy cũng khởi tâm mong cầu chứng đắc, nhưng làm như thế vẫn chưa đủ. Như trong phần quy y phía trên đã nói, từ sự tư duy về công đức của các nghiệp thân khẩu ý của Phật, trước tiên tăng trưởng lòng tin, sau đó dùng lòng tin làm chỗ nương tựa cho sự mong cầu. Đối với các công đức thân ngữ ý của Phật, thành tâm mong cầu chứng đắc. Ngay việc thành tựu lợi lạc cho chính mình cũng cần phải thành tựu nhất thiết chủng trí, Phật quả. Huống là muốn thành tựu tất cả công hạnh lợi lạc hữu tình. Từ những quán sát như vậy, dẫn sinh quyết định phát tâm vô thượng Bồ Đề. G3. Nhận định tu quả phát tâm. Tổng tướng của Bồ Đề tâm là, như Hiện Quán Trang Nghiêm Luận nói, phát tâm vì lợi tha, cầu chánh đẳng Bồ Đề. Sự khác biệt của Bồ Đề tâm tùy vào ý nghĩa được giải thích trong Hoa Nghiêm Kinh, nhập Bồ Tát Hành Luận nói. Tóm lược, tâm Bồ Đề được phân làm hai loại là tâm Bồ Đề nguyện và tâm Bồ Đề hành. Như người định ra đi và người đã cất bước. Cũng thế nên hiểu rằng hai tâm khác như vậy. Phẩm 1 kệ 15-16. Nghĩa là có hai loại tâm Bồ Đề là nguyện và hành. Ở đây tuy hiển hiện nhiều loại bất đồng, thế nhưng tâm nguyện thành Phật độ hữu tình gọi là nguyện tâm. Sau khi thọ giới Bồ Tát, ăn trụ trong giới mà phát tâm thì gọi là hành tâm, như trong Tu Thứ Trung Biên đã đề cập.